Hey, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cuộc phiêu lưu nữa thôi anh em ơi. Hôm trước thì mình đã tạm dừng tại cái khu rừng này rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thu phục những em Pokemon có trong khu rừng này, cũng như mà mình sẽ đi khám phá thêm những cái vùng đất mới nha các bạn. Có con Caterpie nè, hình như con này mình có rồi. Ở đây có một con Magrip nè, con cầu. Lẫm nó luôn bằng Liverpool nha các bạn. Con này mới cấp 15 thôi, nên thu phục cũng rất là dễ dàng. Liverpool có thành công hay không? Quá gọn các bạn ơi. Bên đây có một cái con lừa nữa nè. Con lừa hay con ngựa gì đó. Con này cũng khá là ngầu ha. Hình như tiến hóa cấp 2 của con này nó mới đẹp đó các bạn. Nó cũng khá là mạnh đó. Ok, mình sẽ tạm cấu máu nó một xíu. Rồi, đủ rồi. Mình sẽ dùng luôn quả Safari Ball thử nha. Safari Ball, cố lên, có thành công hay không? Cố lên Safari Ball. Thành công rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời. Bên đây có một con Weedle. Lẫm mày luôn nha Weedle. Con này con sâu khá là bự ha. Ta là Weedle cấp 7. Thoải mái mà dùng Liver Ball thôi các bạn ơi. Mấy con cấp thấp như thế này chúng ta có thể thu phục rất là nhanh chóng bằng Liverpool luôn. Đó. Và thành công rồi, quá xịn. Có con Permi nè. Permi. Nó đâu rồi. Rattata mình cũng chưa có luôn. Cấu nó miếng máu. Rattata, ôi nó chết rồi. Trời ơi, thôi. Permi là con này. Ôi, nhìn nó đẹp ta. Nói chung là cái phiên bản này nó đã fit mấy cái model của những con Pokemon này rồi. Nhìn rất là to luôn. Nó không có còn xíu xíu như các phiên bản cũ nữa các bạn ơi. Hermy này cũng được ha. Chúng ta sẽ cấu máu nó trước. Ok. Chúng ta có thể cấu máu dài dài được rồi. Con Epson của mình mới cấp 15 thôi. Nên không có sợ mà đánh gây quá nhiều đam đâu. Ok, mình sẽ sử dụng một chiêu nữa các bạn ơi. Một chiêu nữa. Đó, quá đủ rồi. Ok, thu phục mày luôn. Dùng Swanna để thu phục nó bằng Liverpool nha các bạn. Đây, mình sẽ lượm nó bằng Liverpool luôn. Đó. Trời, lần này là chắc chắn thành công rồi đó. Và đó, quá tuyệt vời luôn. Hermie, lại một con nữa. Để mình qua mình coi thử con này nó rơi cái gì mà mình tìm nó hay ta. Hình như là rơi ra chỉ hay sao các bạn à. Permi chơi mình nè con. Rất là chỉ, đúng rồi các bạn ơi. Quá xịn luôn. Cả cái con Weedle nữa, nó cũng rất chỉ luôn á. Thank you.
dưới đất các bạn ơi. Ồ vậy là nó ở trên trên cây rồi. Ở trên cây rồi, để mình kiếm cái đường leo lên cái đã. Trời ơi nó chơi lầy. Nó không có dưới đây luôn. Ok, kiếm đường leo lên trên thôi. Scatterbug. Đây rồi. Đây đây đây, trốn ở đây hả mày? Ô cũng mình con này có chút xíu các bạn ơi. Hệ bọ hả? Hệ bọ là mày xác định rồi đó. Rồi một hit đi luôn. Trời ơi cho mình chỉ nè. Xịn nha, và nó cho mình cả wool nữa. Quay wool mà mình không có cần đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Mình sẽ khám phá vào buổi tối luôn. Ồ có con hút hút nè. Cái này cũng cứu. Cái con này nó tròn tròn vậy thôi nhưng mà nó biết bay đấy nha các bạn. Nhìn nó mập vậy đó nhưng mà bay ghê lắm đó. Ok, và lần này đã thu phục thành công được hút hút. Ồ có một cái master chest. Bên đây nó có con gì ta? Đây đây đây. Forest. Forest. Ok. Giết mày luôn nha Forest. Cứ Liverpool mà quăng thôi các bạn ơi. Ồ không thành công. Con này có vẻ cứng đầu ta. Chắc phải cấu máu thì nó mới sợ quá. Không thành công thì tao sẽ cấu máu mày luôn. Ồ may quá. Kiểu này thì ok rồi. Cấu theo một phát nữa nè. Ồ nó đang bị cháy các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng luôn quả Dustborn nha. Dustborn. Cố lên nào. Lần này mà thu phục không được là nó chết cháy đó. Và yes, chúng ta đã có thêm một em Pokemon mới nữa. Đó chính là Fred. Rồi, nãy mình mới thấy cái Master Chest nữa ngoài này. Đi qua kiếm nó xem nào. Đây này, Master Chest cách đây 70 ô. Ây da, da. Trời ơi. Sao nó rớt xuống luôn vậy? Mình bấm qua con Swanna rồi mà. Đây, Master Chest nằm đâu đây nè. Nó nằm ở dưới hay là ở trên cây vậy? Ồ, dưới đây không có. Ồ, vậy là nó nằm ở trên cây rồi các bạn ơi. Để mình ngó xem thử nè. Ồ, nó nằm trên đây rồi. Trời ơi. Rồi, để mình bay lên trên. Kiếm đường để mà lấy cái Master Chest này mới được. Rồi, cố lên, cố lên. Đây, đây, nó ở đây nè các bạn. Lẩm mày luôn nha con. Được cái Protect. Cũng được thôi. Chúng ta có thể bán những cái quyển này để mà lấy thêm tiền. Có tiền chúng ta có thể mua được những quả cầu. Xịn nha. Rồi, qua bên đây có một cái Master Chest tiếp tục nữa. Ta-da. Oh, Iron Tail, đuôi sắt hả? Trời ơi, lại là skill nhưng mà có skill thì cũng càng tốt thôi. Có vẻ Master Ball khá là hiếm đấy. Rồi, một cái Poké Chest nó nằm ở đâu vậy? Oh, trong đây, lụm mày luôn. Được những cái vật phẩm bổ trợ thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu thôi các bạn ơi. Bây giờ này mình như mình có rồi sao á? Zubat. Zubat. Có một con boss nữa kìa. Mình qua mình khiêu chiến nó luôn. Zubat hả mày? Đây. Zubat. Trời ơi. Khó khó nha, khó nha. Zubat. Ôi vẫn hụt luôn. Trời ơi. Lần này hụt nữa đi. Zubat hả mày? Chơi mày luôn nha con. Ember mày nè. Ôi ơi. Ôi may quá, mình đốt cháy được nó rồi. Còn đỡ hơn hồi nãy không nghe được sát thương. Hình như hồi nãy nó né được hay sao các bạn. Kinh khủng thật chứ. Ok. Cậu nó khá là ít máu à. Mình đổi qua con Swanna luôn để mà giết cho lẹ. Dùng Air Slash nè. Hiệu ứng gì vậy, đẹp quá. Nhưng mà mày cũng chết thôi. Mày, hiệu ứng đẹp này. Đẹp nha các bạn. Rồi nó cho mình một cái. Ồ XP share. Cái này thì mình cũng khá là cần thiết. Ồ chắc chúng ta sẽ gắn vào con Thoracap để mà cho nó tiến hóa trong tập ngày hôm nay luôn. Mình sẽ cố gắng nha các bạn. Thoracap. Ok. Ok. Ồ bên đây có một con bà trát nè các bạn. Chơi luôn. Con này thì mới level 17 thôi. Mình cũng sẽ lượm lẹ bằng Liverpool luôn nha. Level thấp là mình cứ lượm bằng Liverpool hết.
Cố lên nào Liverpool. Rồi lần này thì Bajac đã thuộc về tay mình rồi, quá xịn nha. Có một cái Boca chết ở phía bên này nữa nè. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Tiếp tục lên đường. Có con boss gì nè. Mất tiêu rồi. Disband mất tiêu rồi. Trời ơi. Đây, Boca chết. Lụm mày luôn. Trời, Barry không cần đâu. Trời, sẽ được đồ dở mất không vậy? Chán tuyệt chứ. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm thêm một vài Pokemon ở trong cái khu này đi nha. Đây là Extreme Hill các bạn ơi. Vùng này sẽ xuất hiện mấy con Charizard, Charmander cũng như là Charmeleon vào buổi sáng, nhưng mà mình không có gặp nữa. Thêm một em Pokemon nữa. Carbin. Trời ơi. Carbin hả? Hình như con này là mấy con người hầu của con công chúa Kim Cương ấy các bạn. Mình quên tên đó rồi. Trời, lâu quá quên tên mất tiêu luôn. Rồi, lần này có thành công hay không? Đồ, hai quả là phải gọn gàng chứ. Quá xịn luôn. Bên đây thêm một con nữa hả? Cho đây có con Geldu nè. Lụm mấy lũ nha con. Cứ Liverpool mà quăng thôi các bạn ơi. Quá xịn. Liverpool mà quăng thôi. Rồi, trên đây có một con Shuckle nữa nè. Chúng ta sẽ cố gắng thu phục luôn. Ồ, con này cấp 45 luôn. Kinh khủng vậy. Trời ơi. Mấy hôm nay mình bị ho nên không ra clip cho các bạn được. Các bạn thông cảm với mình nha. Trời, giờ mình đang bị cảm nè. Nói với cái giọng cảm này thật là khó chịu. Ok, thôi, mình sẽ cố gắng. Cố gắng thu phục em Shuckle này trước đã. Ủa, nó bút xấu cho mình kìa. Con này láo nha. Ember mình nè con. Ôi, nó lại bút gì cho nó nữa kìa. Bút từ lưa nè. Mình sẽ cống máu liên tục nha các bạn. Trời, nó có skill hồi máu rồi. Con này coi bộ khó chơi đây. Con này khó chơi nha. Lại tiếp tục cống máu nó thường nữa thôi các bạn ơi. Five fan đó. Trời ơi, con này khó quá ta. Khó quá vậy ta. Một skill Fire Fan nữa nè. Rồi, mình sẽ có tiếp tục. Trời, máu nó nhiều quá. Giờ cấp nó cấp 45 lận, rất là cao. Ồ, nó bị cháy rồi. Rồi, con này có vẻ xong với mình rồi. Mình sẽ cố gắng thu phục nó luôn bằng Pokeball đi các bạn. Pokeball, lâu rồi mình cũng không có sử dụng cái quả này. Ngày hôm nay là ngày để Pokemon tỏa sáng nào. Không thành công. Nó lại bị cháy nữa và còn có một xíu máu thôi. Và một hy vọng lần nữa thôi. Hy vọng vào Safari Ball nha. Cố lên nào Safari Ball. Và lần này thì thành công rồi các bạn ơi. Safari Ball đã thành công. Trời ơi, may quá nó không chết. Tiếp tục chúng ta sẽ phiêu lưu tiếp thôi nào. Trời ơi, bên vùng Extreme Hill này không có gì hot hết vậy. Pokemon nó đều fix lại sao á, còn rất là ít luôn. Không còn Permi nè. Đây, con này mình chưa có. Machop cấp 28 luôn hả? Đủ cấp cao vậy. Mình sẽ thử cấu máu của nó nào. Fire Fan, mày quá nó không chết. Hình như có con chim gì trên đầu mình nữa kìa. Nó có cái bóng. Mình thấy con chim rồi. Để mình thu phục xong con này mình sẽ đi qua coi thử con chim gì nha các bạn. Pokemon, cố lên nào Pokemon ơi. Đừng để tao thất vọng nha. Và lần này thì không thành công. Ghê vậy. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục với quả Pokemon tiếp theo nha. Pokemon, lại là Pokemon thôi các bạn ơi. Và lần này thì ta-da, thành công rồi. Legendary Kirio. Cái con kẹo dẻo nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Cùng qua xem kẹo dẻo nó như thế nào nha. Hình như kẹo dẻo trong đây nó có cái version 2 đó các bạn. Có cái mọc sừng lên luôn đó. Rất là đẹp luôn đó nha.
Đây là kẹo dẻo cấp 50. Chơi mình luôn nha con. Rồi mình sẽ cố gắng cấu máu nó, hy vọng nó đánh nương tay với mình. Trời đánh ghê quá vậy. Dùng Suana đi. Eslat đó. Eslat mày nè con. Rồi ok, như đây là đủ rồi. Chúng ta sẽ cố gắng lượm nó bằng Pokeball nha các bạn. Cứ thu phục huyền thoại là mình cứ quăng Pokeball là được rồi. Pokeball nó sẽ có tác dụng rất là mạnh khi mà thu phục huyền thoại đấy. Ở trong cái report này nè, mình đã sử dụng nó mấy lần rồi và như đều thành công cả. Rất là xịn luôn. Ok, đánh Suana của mình hơi bị đau nha. Mình sẽ cố gắng nha các bạn. Hy vọng nó sẽ trụ được sau mấy quả Pokeball nữa. Đã đánh chết Suana của mình rồi. Ok, tiếp tục mình sẽ quăng thêm một quả Pokeball nha các bạn. Cố lên, quả Pokeball này. Trời ơi, không thành công rồi. Đúng là huyền thoại. Legendary thu phục có khác. Cực kỳ khó luôn. Đã khó xuất hiện mà còn khó thu phục nữa các bạn ơi. Kẹo dẻo. Đi vào đi kẹo dẻo ơi. Nó không chịu các bạn ơi. Chết là biết tao của mình luôn rồi. Tới giờ mình dùng Thunderbolt rồi nha. Thunderbolt. Lần này thì để Thunderbolt tỏ sáng. Nó đánh mình đau thế nha. Tiếp tục là Thunderbolt. Cố lên. Cố lên Thunderbolt ơi. Trời ơi, chưa được một giây nữa. Ghê thật. Lại là Thunderbolt tiếp nè. Cho mày chừa nha. Thunderbolt, và lần này không thành công. Tuy nó lắc hơi lâu nhưng mà không thành công các bạn ơi. Khá là uổng. Rồi, tiếp tục là Thunderbolt thôi. Ui. Rồi, nó đánh chết cái con chim của mình rồi. Chán thật. Rồi chúng ta lại tiếp tục thôi các bạn ơi. Lại tiếp tục là Thunderbolt nhưng mà vẫn không thành công. Okay, còn con Pokemon cuối cùng của mình là con Gliga. Gliga, hãy làm tao hãnh diện đi Gliga ơi. May quá. Nó không đánh mình chết. Chúng ta lại có cơ hội dùng thêm Thunderbolt nữa rồi. Cố lên nào. Ui. Rồi được một quả Thunderbolt cuối cùng thôi các bạn ơi. Thunderbolt. Và lần này thì chúng ta có thành công hay không? Rồi không thành công rồi. Và nó đánh mình ít máu vậy. Hình như nó hết skill để đánh mình rồi sao á. Quá tốt luôn. Đây là cơ hội. Trời ơi không được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành quăng Pokemon chay như các bạn. Đó, mình sẽ chọn cho những quả bon thích hợp nhất. Thích hợp nhất nè. Đầu tiên thì mình sẽ quăng quả Pokemon trước nè. Đó. Cứ tầm 5-6 quả Pokemon trước rồi mình sẽ dùng Summon nha. 2 quả. Quả đầu có vẻ không suôn sẻ. Quả 2 cũng vậy. Quả thứ 3 thì sao các bạn ơi? Trời ơi, quả 4 nè. Quả 4. Rồi, quả thứ 5. Lần này thì sao? Và lần này, yes! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có em kẹo dẻo, em Legendary đầu tiên nha các bạn. Bằng Pokemon luôn. Trời ơi. Gì còn gì bằng nữa. Mình sẽ thay nó bằng con đây, đó. Thay bằng con chim. Thay bằng con Laiga chứ. Kẹo dẻo. Để mình coi thử thuộc tính cũng như là hình dạng kích cỡ của nó như thế nào. Cũng như là skill nữa chứ. Rồi, sắp xếp mấy quả bon lại thôi. đó cũng là một cách để thu phục huyền thoại các bạn. Chúng ta có thể quăng Pokemon thường kết hợp với Thunderbolt. Quá xịn. Ok. Skill cũng ổn ha. Và nó cộng attack nhưng mà trừ special attack. Kích thước là
100 sợi chỉ, mình sẽ tiến hành tạo một cái ba lô bự. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấu máu em Đức Lịch này. Đức Lịch. Con này hình như ở tập trước mình tìm nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi. Trời, hồi trước mình thấy nó, mình định bắt nhưng mà nó chạy. Lần này thì đừng hòng mà chạy thoát nha. Này, tao sẽ bắt mày luôn. Lụm mày luôn nha con. Thôi con này hệ nước các bạn à. Nó có thể sống ở dưới đáy của những con sông này nữa. Hay lắm. Đầu tiên mình thấy con vịt mà nó bơi xuống đáy sông luôn. Trời, kinh khủng thiệt. Rồi, Dustborn xem nào. Trời, nó mới tối các bạn ơi. Hy vọng Dustborn nó sẽ có hiệu quả. Trời ơi, không hiệu quả rồi. Ồ, tuy bị đốt máu nhưng nó lại có skill hay là nội tại gì đó hồi lại máu các bạn ơi, sướng vậy. Chúng ta sẽ không phải mà lo nó sẽ chết đâu. Ok, và lần này thành công rồi. Quá xịn. Ồ, có con Raveler nè. Đâu, Lillipup. Lượm mày luôn nha con. Lượm bằng Livon thôi. Lillipup này nhìn nó cũng khá là to đó. Lượm mày luôn, Lillipup. Đây, quá gọn. Ồ, học được Rare Bird nè, mình sẽ thay bằng Default nha các bạn. Ồ, có một skill mới mạnh hơn rồi. Nhưng mà cái Rare Bird đó là nó hình như nó trừ trừ máu mình luôn đó khi sử dụng á. Cũng khá là hiểm đấy. Ồ, đây đây, Minin. Lượm mình luôn nha con. Bóng điện xanh hả? Level 12. Quá gọn. Ta phải lượm nó sạch sẽ luôn. Rồi. Furious Whip. Mình sẽ thay bằng skill nào đó đi. Chắc thay bằng skill Pine này đi. Furious Whip. Skill này nó cũng cấu máu nó cũng ghê lắm các bạn. Kiểu như là cấu máu từ từ thôi. Bone Stock. Xài thử một skill nào các bạn ơi. Ok, quá ổn ha. Fire Fan nó nào. Ôi, Fire Fan nó bị critical và chết luôn. Rồi nó rớt cho mình cái đế cầu và cái nắp của quả Pokeball. Trời ơi. Electabuzz. Lượm mày luôn nha con. Electabuzz. Electabuzz. Nó mạnh quá các bạn ơi. Không thể kinh thường nó được. Mình đốt nó luôn. Ai da. Ember mày nè con. Ok, may quá, con Lavita của mình cũng chưa đến mức cái mức gọi là phế. Nó cấu máu rất là kinh khủng nha các bạn. Cấu máu khá kinh khủng luôn. Ôi, trời, nó tự đánh các bạn ơi, chán thiệt. Uổng con Elite của tôi rồi. Không được rồi. Ultra chết, để mình qua mình nhặt thử xem. Có con Sceptre nè. Lượm mày luôn nha, Sceptre. Đừng như cái con Vonstock và Electabuzz nữa nha. Chán thiệt chứ. Và lần này Sceptre có chịu khuất phục bởi Dustborn hay không? Trời đang tối rồi đó. Và thành công. Quá xịn luôn. Ultra chết. Nó ở đây. Ra nhặt thôi các bạn ơi. Đây đây. Và Trash hình như con này mình có rồi. Cứ theo tao rồi vậy, tính kiếm chuyện với tao hay cái gì? Ba chết hả? Có rồi thì dứt mày luôn nha con. Cho mày đi về Tây Thiên. Qua nhặt cái quả Ultra Chest cái đã. À, nhặt cái Ultra Chest chứ. Đây không phải là quả. Thôi ơi. Thêm một con nữa, đây là Raticate nha các bạn. Tiến hóa của con Rattata nè. Mới cấp 20 thôi. Trời ơi, xịn nha. Sẵn bắt nó luôn bằng Dustborn. Dustborn, cố lên nào. Raticate. Lần này thì Raticate phải chịu khuất phục dưới Dustborn. Quá xịn. Ở con boss đó, sức bẹt nữa kìa các bạn. Mới bắt nó xong, bây giờ nó có boss luôn kìa. Qua dứt luôn. Trước tiên để mình giết con Sentret đây cái đã.
rồi lấy miếng da Sanchez. Rồi cho mình một miếng da kìa, xịn nha. Rồi chỉ qua hỏi thăm con Spade này thôi. Ô, Elisabeth nữa kìa, hay quá. Cơ hội để chúng ta gỡ gạc lại rồi. Elisabeth. Rồi Spade này con. May nè. Wow, có máu rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và mình nghi ngờ là Suana có sẽ chết. Ok, có lên Kidio. Kẹo dẻo, có lên nào. Ồ, không có tác dụng luôn. Hình như con này mang hệ hồn hay sao các bạn. Hay là sao á. Skill, mọi skill của mình đều không có tác dụng với nó luôn. Trời ơi, ghê gớm vậy. Đổi sang con chim lửa nào. Ghê quá. Kinh khủng thiệt. Bét nó một phát. Cho mày chừa như ngon. Ồ, cho mình cái kính nè. Cũng được thôi. Để mình qua thu phục lại con Elisabeth cái đã. Elisabeth. Vô vô. Ôi con này như nó nhỏ hơn con hồi nãy thì phải. Nhìn nó chút ẻo mà. Trời ơi. Em vơ mày nè con. Ok, lần này bị chóng nhưng mà mình vẫn sử dụng được Ember nha các bạn. Cũng khá là tốt. Ồ. Xịn nhen. Ember phát nữa. Ồ, nó mạnh thật. Hình như nó dùng skill Electro Ball đó các bạn. Nhìn nó đẹp như vậy đó. Haha, đúng là hiệu ứng skill càng ngày càng đã. Ôi, lần này không thành công rồi. Khó thu phục vậy. Ember mày phát nữa nha. Ồ, cẩu được máu rồi. Ôi, chết con hàng của mình rồi. Mình sẽ đổi qua con Swanna. Dùng luôn quả Dustborn nha các bạn. Trời tối là cứ Dustborn mà dùng hết thôi. Đó. Dustborn, cố gắng lên nào. Khoảng lần này thành công rồi các bạn ơi. Ôi, con Zubat, con boss Zubat nữa kìa. Cái này boss nhiều quá ta. Xịn nhang. Boss nhiều thì càng tốt chứ sao. Elisabeth đã có rồi. Sandred lại thêm một con nữa hả? Rồi, lại thêm một miếng da nữa. Quá xịn. Ồ, con cá nè. Kavanha. Cá hổ kiếm hay sao các bạn? Nguy hiểm nha, trời ơi. Ember nó phát nữa nào. Trời, nó chết rồi. Nó yếu thiệt chứ. Tuy khắc hệ mà sao nó yếu vậy ta. Trời ơi. Dọc con sông này còn có gì hot nữa không? Rồi có vẻ là hết cái gì hot rồi. Để mình qua đây mình bắt cái con này á. Như đây là con Ripploon. Ồ. Lừa mày luôn nha Ripploon. Cấp 24. Wow. Ồ, may quá nó không chết. Cấp 24 thì mình sẽ thử bằng quả Liverborn nha các bạn. Đó, ta cứ thử trước đi. Không được thì mình sẽ chuyển qua Dustborn thôi. Và lần này thành công rồi. Quá xịn nhiên. Đó. Ok, để qua bên đây coi thử nào. Bên đây có gì hết hay không? Ồ, lại con Sandred. Mấy con này nó tìm mình hoài vậy. Nó buông tha cho tao được không? Ồ, nó cho mình cái Reba Perry nhưng mà mình không cần đâu. Ở nhà mình đang trồng rất là nhiều luôn. Mà nhất mới nhớ mình chưa thu hoạch Reba Perry nữa. Chính xác là chưa thu hoạch các loại Perry luôn. Trời ơi. Chắc sau cái chuyến philo của tập ngày hôm nay mình sẽ đi về nhà và thu hoạch Perry quá. Để không thì nó bị giảm năng suất đó các bạn. Đây. Phúc cái chết. Trời, được cái upgrade hả? Upgrade cũng được thôi. Cái này chúng ta có thể bỏ vào mấy con mấy con mà chúng ta phải chế tạo bằng máy tính á. Con Brygon hay con Bygon hay con gì mình quên tên rồi. Lâu quá quên tên rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành luyện level cho con Thoracat nha các bạn. Lần này thì luyện level cho nó luôn. Ôi con này nó cấm mình sử dụng mấy skill khác cơ.
Nó cho mình sử dụng mỗi cái file fan thôi. Chán thật. Story card của mình nó cũng đạt cấp 33 rồi. Đến cấp 34 thì nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Xịn nhen. Cố luyện con này mới được. Sẵn cái con Thoracat của mình nó đang có cái XP share luôn. Mình mới nhặt được. Xịn thiệt. Đánh mạnh quá vậy. Ây da, ây da. Đánh mạnh quá vậy. Rare bird nó phát nè. Trời mày chết nha con. Nó cho mình cái Schooler. Schooler Sail cũng xịn nha. Quá được rồi. Và như inventory của mình nó còn full nữa các bạn ơi. Quá nhiều luôn. Ok. Còn một xíu XP nữa. Để luyện con Shuckle này luôn. Đổi qua con Swanna nè. Đánh cho nó lẹ. Hút thử. Có gì hết. Cho mày một siêu nữa nha con. Có con chim gì kìa. Hình như đó là Staravia đấy mày. Nếu mình nhớ không nhầm. Nãy nói thu phục con đó mà mình quên mất tiêu luôn. Ok. Kết liễu con sức con này nào. Mày thấy con. Xịn nhang. Có thêm một con gì nữa đây. Đây là miếng xào các bạn ơi. Miếng xào. Trời ơi. Nhìn nó khá là giống con mọi ngựa. Nó chết rồi. Uổng quá vậy. Ok, và tôi đã cách của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Trời ơi. Mình định thu một con miếng xào nhưng mà nó chết mất tiêu rồi. Quá tay rồi. Tôi đã cách nó đang bự lên. Và đây là dạng tiến hóa cấp cuối Incineroar. Mình sẽ thay skill Darknet này bằng cái đây, double kick này đi. Tạm thay như vậy đi. Ok, và tập ngày hôm nay là rất là ổn rồi. Đây, đây là top Incineroar của mình. Đó. Level 34 nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Rất là ngầu luôn nha. Nó thành con hổ luôn rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ở phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.